Muốn nói các chị muốn là người phát tài Thì phải học tập ở thần tài Học tập phạm lãi Phát tài không phải vì chính mình hưởng thụ Mà phát tài là vì cứu tế người nghèo khổ của xã hội Cho nên tiền tài này đáng có Có ý nghĩa, có giá trị Nếu phát tài là để cá nhân hưởng thụ Để người cả nhà hưởng thụ cho một nhóm nhỏ người hưởng thụ thì chắc chắn là sai lầm, nó sẽ mang đến tai nạn. Phi sao nói bóng lộc về địa vị cao quý dễ dàng, hãy giữ lòng khiêm tốn thì sẽ phú quý. Lộc vị tôn vinh là bạn làm được quan lớn địa vị cao, càng là quan cao nhiều bóng lộc thì càng khiêm nhượng không dám ở trên người tự hạ mình mà tôn người bạn chân thật là một quý nhân phú quý của bạn sẽ không mất đi những giáo huấn này là giáo huấn chân thật dân đông quân mạnh hãy giữ lòng kiên sợ thì sẽ thường chiến thắng đây là nói vũ lực quân đội của quốc gia tuy là rất mạnh mẽ nhưng thường hay có cái tâm lo sợ đây là thắng lợi chân thật nếu muốn lấy sự mạnh mẽ này đi khắp nơi ức hiếp người khác đi khắp nơi áp bức người khác sau cùng sẽ bị quỷ diệt Cho nên có câu kêu binh tất bại Việc này ở trên lịch sử Chúng ta xem thấy có rất nhiều Cái thế gian hiện tại này Chúng ta cũng thấy được Rất rõ ràng, rất tường tận Phía sau nói thông minh sáng trí Hãy giữ thái độ như kẻ ngu Thì sẽ được lợi ích Chu công dạy bá cầm Sáu sự việc này Lời dạy vàng ngọc Đây là thực tiễn cho câu Được sủng ái phải nên sợ chân thật hiểu được làm thế nào để đối nhân xử thế tiếp vật làm thế nào để có thể giữ được hết thảy công danh phú quý của chính mình điều này đáng để chúng ta học tập chúng ta hoàn pháp lợi sanh chắc chắn không vì chính mình Mà vì tất cả phước lợi của chúng sanh Vì cả thảy thế giới hòa bình hạnh phúc Các chị phải nên biết Một quốc gia giàu mạnh Các quốc gia chung quanh không giàu mạnh Người xưa chúng ta có câu nói Một nhà nó ấm ngàn nhà oán đây là chân tướng sự thật mọi người đều tốt thì cái tốt này của chúng ta là thật một người thì tốt mọi người đều không tốt thì tai nạn liền đến bạn đối địch với mọi người bị người đố kỵ bị người sân hận bạn còn có những ngày tháng tốt đẹp nữa hay sao cho nên phải giúp đỡ tất cả chủng tộc khác nhau giúp đỡ tất cả các tôn giáo khác nhau giúp đỡ tất cả người khổ nạn của thế gian mọi người mới có thể có đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật đây là lời dạy của cổ thánh tiên hiền chỉ có không vì chính mình thì mới chân thật là tích công mồi đức có chút tư tâm xen tạp trong đó thì công đức của bạn đã bị phá hoại hết rồi việc này chúng ta phải nên ghi nhớ các vị đồng học chúng ta giảng đến câu thọ sủng nhược kinh trong chú giải của cảm ứng thiên vận dụng một đoạn lời nói của chu công đối với bá cầm ông tổng cộng đã nói ra sáu việc câu thứ nhất là ta nghe nói đức hạnh rộng lớn hãy giữ lòng cung kính thì sẽ được dinh hiển dinh là dinh dự một người có hạnh đại đức người đại đức thì đối nhân sự thế tiếp vật đều có thể dùng tâm cung kính Đây là dinh hiển chân thật Nhất định không thể ngạo mạn Ngạo mạn nhất định là thất bại Cho nên chúng ta xem Thích Ca Mâu Ni Phật Xem khổng tử Là thánh triết từ xưa cho đến nay họ đều là khiêm nhường đều có thể bao dung đối với người đều rất là cung kính đây là điều mà chúng ta phải nên học tập câu thứ hai ông nói đất đai rộng rãi giàu có giữ đức tánh tiết kiệm thì sẽ an ổn an chính là thân tâm an ổn Chúng ta chúc phúc nhau thường hay nói Bình an Lời nói này Rất có đạo lý Bình là gì? Bình đẳng Bình đẳng mới là an định nhất Cho nên bạn xem thấy xã hội Xem qua lịch sử xưa nay trong ngoài nước khi xã hội động loạn nhất định là giàu nghèo không đồng đều vậy mới khởi lên tranh đoạt nhau giàu nghèo không đồng đủ mọi thứ không bình đẳng thành thật mà nói đây là sự thật chúng ta đưa bàn tay ra năm ngón tay đều không dài như nhau làm sao mà bình đẳng được chứ vì sao họ không bình đẳng như nhau chị vì mỗi người tạo nghiệp không như nhau trồng nhân thiện được quả thiện bạn tạo ác nghiệp mà muốn được quả thiện làm gì có đạo lý này chứ cho nên chúng ta liền biết trong mười pháp giới chắc chắn là không bình đẳng không bình đẳng thì không thể an toàn xã hội an toàn là không làm được rồi cho nên cổ thánh tiên hiền dùng phương pháp giáo học phương pháp của giáo dục